Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn. Mười dấu hiệu thông báo cơ thể bạn đang thiếu sắt. Bạn có thể nhận ra dấu hiệu thiếu sắt qua móng tay, làn da và mái tóc. Bên cạnh đó, các biểu hiện thiếu sắt khác cũng bao gồm tình trạng đánh trống ngực, hội chứng chân không yên, tay chân lạnh. Tình trạng thiếu sắt có thể làm thấp lượng hồng cầu bất thường vì sắt giúp tạo ra huyết sắc tố, một loại protein trong các tế bào hồng cầu mang oxy đi khắp cơ thể. Nếu cơ thể bạn không có đủ lượng huyết sắc tố, các mô và cơ bắp của bạn không có đủ oxy để hoạt động hiệu quả. Nguyên nhân phổ biến dẫn đến dấu hiệu thiếu sắt bao gồm mang thai, mất máu nặng, bệnh viêm ruột, chảy máu trong, chế độ ăn uống hoặc ăn kiêng hạn chế. Tình trạng thiếu sắt có thể dẫn đến các triệu chứng khó chịu ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống bao gồm sức khỏe, sự tập trung và năng suất làm việc kém. Dưới đây, bạn hãy cùng Duy Anh Web tìm hiểu 10 dấu hiệu thiếu sắt bạn cần biết nhé. 1. Dấu hiệu thiếu sắt ở móng tay. Một trong những dấu hiệu thiếu sắt ít người biết nhất chính là móng tay giòn hoặc có hình thìa. Tình trạng này còn gọi là coilonychia. Dấu hiệu này thường bắt đầu với móng giòn dễ gãy và nứt. Trong giai đoạn sau của thiếu sắt, móng tay hình thìa có thể xảy ra khi phần giữa của móng và các cạnh được nâng lên để tạo vẻ ngoài tròn như cái thìa. 2. Da nhợt nhạt do thiếu sắt. Tình trạng da nhợt nhạt là một trong các dấu hiệu thiếu sắt phổ biến. Các huyết sắc tố trong các tế bào hồng cầu giúp cho máu có màu đỏ, do đó mức độ chất sắt thấp trong cơ thể làm cho da có thể mất màu hồng. Khỏe mạnh ở người thiếu sắt. Đôi lúc, bác sĩ sẽ kiểm tra các biểu hiện thiếu sắt trên da. Tuy nhiên, cách tốt nhất là bạn nên xác nhận bằng xét nghiệm máu. 3. Thiếu sắt gây khô da và tóc. Da hay tóc khô và hư tổn có thể là dấu hiệu thiếu sắt. Điều này là do khi cơ thể bạn thiếu sắt sẽ hạn chế oxy đến các cơ quan và các mô cơ thể tác động lên da và tóc. Khi da và tóc bị thiếu oxy có thể trở nên khô yếu. Các trường hợp thiếu sắt nghiêm trọng hơn có liên quan đến tình trạng rụng tóc. 4. Thiếu sắt gây khó thở. Huyết sắc tố giúp các tế bào hồng cầu mang oxy đi khắp cơ thể. Khi huyết sắc tố trong cơ thể bạn thấp do thiếu sắt, nồng độ oxy cũng sẽ thấp. Do đó cơ bắp sẽ không có đủ oxy để hoạt động bình thường. Nhịp thở của bạn sẽ tăng lên để cơ thể nhận được nhiều oxy hơn. Điều này là lý do tại sao dấu hiệu thiếu sắt gây nên tình trạng khó thở. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0 cầm tay chỉ việc một kèm một hotline tư vấn khóa học 18006223 website duyanhweb.edu.vn. 5. Thiếu sắt gây đau đầu. Triệu chứng đau đầu thường ít phổ biến hơn so với các triệu chứng khác và đi kèm với chóng mặt. Trong tình trạng thiếu sắt, nồng độ hemoglobin thấp trong các tế bào hồng cầu không đủ bơm oxy đến não. Điều này có thể khiến các mạch máu trong não sưng lên, gây ra áp lực và đau đầu. 6. Đánh trống ngực do thiếu sắt. Tình trạng tim đập nhanh là một dấu hiệu thiếu sắt ít phổ biến. Trong tình trạng thiếu sắt, nồng độ hemoglobin thấp khiến tim phải làm việc vất vả hơn để mang oxy. Điều này có thể dẫn đến nhịp tim không đều, hoặc cảm giác tim bạn đập nhanh bất thường. Trong trường hợp nặng hơn có thể dẫn đến tim to, tiếng thổi tim hoặc suy tim. 7. Dấu hiệu thiếu sắt ở miệng. Đôi khi chỉ cần nhìn vào bên trong hoặc xung quanh miệng có thể cho biết liệu bạn có đang bị thiếu máu do thiếu sắt hay không. Các dấu hiệu thiếu sắt có thể bao gồm lưỡi sưng, viêm, nhợt nhạt hoặc nhẵn. Tình trạng huyết sắc tố thấp do thiếu sắt có thể làm thấp nồng độ myoglobin, một protein trong các tế bào hồng cầu hỗ trợ cơ bắp như cơ lưỡi. Điều này có thể gây đau và sưng. 8. Thiếu sắt khiến chân không yên. Tình trạng thiếu sắt có liên quan đến hội chứng chân không yên. Hội chứng chân không yên là sự kích thích mạnh mẽ để di chuyển chân khi nghỉ ngơi, có thể gây khó chịu hoặc cảm giác ngứa ở chân. Tình trạng này thường nặng hơn vào ban đêm khiến những người mắc bệnh khó ngủ. 9. Thiếu sắt gây mệt mỏi. Cảm thấy mệt mỏi là một trong những triệu chứng thiếu sắt phổ biến nhất, xảy ra đến hơn một nửa ở những người thiếu sắt. Bên cạnh việc cơ thể không có đủ lượng huyết sắc tố đưa oxy đến các mô và cơ bắp, trái tim bạn phải làm việc nhiều hơn để bơm oxy khắp cơ thể. Điều này có thể khiến bạn chóng mặt và mệt mỏi. Vì mệt mỏi thường được coi là điều bình thường của cuộc sống hiện đại nên rất khó để chẩn đoán thiếu sắt chỉ với triệu chứng này. 10. Các dấu hiệu thiếu sắt khác. Một số dấu hiệu thiếu máu thiếu sắt khác có thể bao gồm tay chân lạnh. Thiếu sắt sẽ gây ra tình trạng ít cung cấp oxy cho các bộ phận cơ thể khiến tay và chân lạnh, dễ bị nhiễm trùng. Vì sắt cần thiết cho hệ thống miễn dịch khỏe mạnh, tình trạng thiếu sắt có thể khiến bạn dễ mắc nhiều bệnh hơn bình thường. Cảm giác lo lắng. Việc thiếu oxy cho các mô cơ thể do thiếu sắt có thể gây ra cảm giác lo lắng.
tình trạng này sẽ được cải thiện khi mức độ sắt được bổ sung đủ. Cảm giác thèm đồ lạ. Tình trạng thiếu sắt có thể gây ra cảm giác thèm ăn những đồ lạ như đá, đất sét, bụi bẩn, phấn hoặc giấy. Điều này cũng có thể xảy ra khi mang thai. Nếu bạn nghi ngờ các dấu hiệu thiếu sắt, bạn không nên tự chẩn đoán mà hãy đến bác sĩ để được thăm khám. Hầu hết các dạng thiếu sắt đều có thể được điều trị dễ dàng. Bạn có thể bổ sung đầy đủ chế độ ăn giàu chất sắt hoặc sử dụng chất bổ sung sắt do bác sĩ kê đơn. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn.